chuyện nữa các bạn ơi. Máy bị trục trặc nữa rồi. Rồi. Trời ơi trời, cái gì mà sạch dữ vậy? Bản máy đang đặt cặp dừa miếng đất này bự ghê trời. Thank you.
lá năm để đi gom lúa nha các bạn. Đâu vậy đấy chờ. Một lá năm cắt cũng khá là xa. Chiếc máy di chuyển tìm đường cắt nữa các bạn ơi, chuyển phải mới rồi. Rồi, trời ơi, cái gì mà sập dữ vậy? Chỗ đó qua cái mương hay gì rồi? Sập cái giật mình rồi. Quá trời lúa rồi, chuẩn bị xem anh em mình sang lúa nha các bạn ơi.
có vấn đề. Chạy nãy giờ nó bị nghẹn á các bạn. Rồi xong cái là nó bị khét, nó bị bốc khói lên quá trời luôn. Anh em mình sửa chữa lại rồi mới chạy được nha các bạn. Rồi bên bển ăn cắt có 3-4 chiếc bển. Bên bển kìa, đang cắt bên bển kìa, của tôi đến kìa. Dạ. Ở còn của tôi đến không? Ồ. Vậy là chiếc này anh làm nhiều công không? À. À. Bên bển giống gì vậy? 5421 không? Giá đây lúc hổm mình lấy cọc là bao nhiêu anh? 55 ha. Ồ quá đã. Có mấy chỗ khác cũng miệt khúc trong kia là có 5.200 gì à? Dạ. Bên đây làm gì u chua quá. Dạ. Vụ hè thu rồi chín rồi kìa. À. Chạy lại đi. Cọc 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 cọc. Nó trúng rồi. Nó trúng rồi.